Alright mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Huntington Beach. Đây là lần thứ hai trong vòng mấy ngày nay mình đi show nhà vào ban đêm. Căn nhà này được rao bán là 1.111.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.900 square feet và lot size là 6.000. Căn nhà này nằm trong một khu vực cũng rất là tốt, được rao bán bởi Opendoor. Opendoor là một trong những cái broker online giống như là Zillow, Redfin này nọ gì đó, thì họ cũng xài cái chiến thuật là giống như Zillow trong những tháng gần đây là họ mua nhà, họ thâu tóm nhà trong những cái khu này, những cái khu mà vòng vòng ở OC, và họ bán lên với cái giá cao ngất ngưỡng. Ok rồi, để mình quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài và đưa đến cái nhận xét của mình về cái nhà này ha. Cái nhà này list là hơn 1 triệu đó, để coi coi nó có đáng cái số tiền 1 triệu hay không. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Alright mọi người, đây là cái khu vực phía ngoài của cái nhà này ha. Khu vực này thì nằm trong cái khu vực khá là tốt của thành phố Huntington Beach. Đường xá rất là rộng rãi, buổi tối rất là yên bình ha. Mà mọi người thấy cái quang cảnh buổi tối của nước Mỹ chưa? Ở California nha. Đó. Thời tiết rất là mát mẻ, hôm nay thì chỉ có 70+ độ mà thôi. Thời tiết ôn hòa quanh năm, tại vì khu vực này khu vực gần biển nữa, nên cái thời tiết nó lúc nào nó cũng ôn hòa ha. Đây là cái khu vực neighborhood, xe đường xá rộng rãi ha, ít xe. Rồi đây là cái phía trước của căn nhà này. Căn nhà này thì nó hơi phía trước nó không có sáng sủa cho lắm, là tại vì nó bị cover bởi những cái nhánh cây, những cái bụi cây ở phía trước ha. Cái nhà này thì bản thân nó ở ngoài cũng nhìn rất là đẹp, ok, rất là ok, nhà rộng rãi. Tại ban ngày thì mình, ban đêm thì mình không có thấy rõ ràng được, nhưng mà ban ngày thì nó nhìn nó attractive hơn, nó thu hút hơn, ok. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong nha. Rồi cái mình đi thẳng vào bên trong thì đây là cái sân vườn ở bên trong, bát gia chứ, đúng rồi. Cái nhà này thì 6.000 square feet thì mình nghĩ rằng cái sân sau của nó không có đất nhiều nữa. Ok, đây là phía mình đi vào cái phòng khách. Cái nhà này có mỗi phòng khách rất là bự ha, trống trải, thoáng mát, có cái cửa slide door rất là đẹp, rất là bự. Đây là nhà bếp. Nói chung ra là cái nhà này họ không có upgrade cái gì hết trơn, họ chỉ vô họ sửa sơ. Giống như là dọn dẹp sạch sẽ, sơn sửa phết một tí xong rồi bán thôi, làm mấy cái lặt vặt không có đáng gì hết. Nhà bếp nè, mấy cái đồ original không à, cũ mềm à. Và đây là cái flop lòng của cái Zillow và Opendoor, họ mua giá nhà rất là cao ha, nhưng mà họ bán lại với cái giá ngất ngưỡng thì tạo ra một cái xu thế nâng cái giá nhà tại cái thị trường local lên, và họ bán không được và họ phải bán lỗ. Và cách đây vài 1-2 tuần là Zillow đã ngưng cái chương trình mua nhà này rồi, giờ còn Opendoor, mai mốt chắc Opendoor nó cũng banh xác luôn. Cái nhà gì mà nó dám bán 1 triệu, hơn 1 triệu hả, không biết là có ai mua hay không. Phía trước là chúng ta có thêm một cái khoảng phòng khách khác ha, rất là thoáng. Nói chung là cái phòng khách, cái living room của cái nhà này rất là bự. Tiếp theo là cái bar. Ok, cái bar bên này chúng ta có cái bar ở giữa. Rồi. Alright, so bây giờ mình ra mình quay cái nhà, cái sân sau. Rồi. Thì nói chung thì cái bar đó chúng ta không có cái nhiều đất nữa, tại vì phía trước cái bản thân cái nhà nó đã bự rồi, nó gần 2.000 square feet rồi. Còn cái phía trước nữa nó đã lấy một phần đất của mình rồi, thì bây giờ cái phía sau này chúng ta không còn đất nhiều nữa, không có xây dựng gì được hết trơn. Nói chung là nhà này mình cũng không có thích cho lắm. Và một cái điểm yếu nữa là cái nhà này nó nằm ngay cái đường lộ luôn, nó kế bên cái đường luôn, thì chúng ta ngoài này chúng ta ra ngoài nghe rất là ồn. Cho dù nó cái nhà họ làm lại cái window double panel window không có tiếng ồn, nhưng mà mình vẫn nghe được tí tí, tại vì nó quá gần. Ok, rồi bây giờ mình đi vào phòng khách và phòng tắm, phòng ngủ với phòng tắm. Nói chung ra là nó không có cái gì mà nó ok.
nó không có gì mà nó đập vô mắt mình là xứng đáng cái giá này hết trơn. Ok, đây là cái phòng giặt đồ ha. Ok, đây là những cái phòng ngủ và phòng tắm ở đây, có đèn luôn. Phòng này luôn không có đèn. Nói chung là sàn thì nè, mà mọi người thấy không, sàn thì cũng là cũ luôn, phòng ốc họ cũng không có làm gì chứ, họ chỉ sơn sửa lại tí lặt vặt vậy thôi, không có làm, không có gì hết trơn đó. Nè cabinet mấy cái tủ đây là cũng đồ cũ hết trơn này. Đây là cái nhà tắm của cái phòng, cái nhà tắm chính ở đây nè, phải không ta? Cái sự cái nhà này cho của cái phòng master bedroom đó. Họ cũng không có sơn sửa, không có làm gì lại hết luôn á, đồ cũ không luôn, nhìn là thấy nản rồi ha. Ok rồi, bây giờ mình qua tới bên này. À, đây là cái phòng master bedroom, chứ phòng hồi nãy là cái phòng nhà tắm cho ba cái phòng ngủ ở ngoài đó, mọi người thấy không, cái phòng ngủ ở đây. Nói chung là cái double panel này, window này mình không có nghe được ha, nhưng mà khi mà mình bước chân ra ngoài cái là mình nghe tiếng xe chạy ầm 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 ngoài đó rồi. Ok rồi, đây là cái phòng tắm của cái master bedroom ha, nó đồ cũ cũ không không có sửa sang gì hết, nhà bán giá trên trời. Rồi, xong giờ mình đi ra coi như mà nó cũng quay hết rồi, đâu có gì đâu không. Nói chung là ở nhà này thì mình nghĩ rằng nó không có xứng đáng với cái giá mà 1,1 triệu của Opendoor đang đăng, mình nghĩ nó thấp hơn. Nếu mà mình offer thì mình offer sẽ có thể dưới 1 triệu đó, tại vì vô mình sẽ phải sửa lại rất là nhiều, upgrade lên rất là nhiều. Ok, giờ mình đi ra. Rồi, nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video, chia sẻ cái channel này của mình. Và những ai có những nhu cầu về mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779 nha. Rồi, và những ai có muốn biết thêm chi tiết thông tin về căn nhà này thì hãy gọi cho mình luôn ở số phone là 310-480-7779. Mình nghĩ rằng là mình sẽ không có offer full price, mình khá là thất vọng với cái nhà này. Nhà này bán mà cũ vậy mà bán quá cao ha. Quá cao, có thể cho mai mốt mà bán được họ hạ giá giờ đó. Rồi, hẹn gặp lại mọi người, bye bye.